Xin chào anh em nhé. Sau đây là video mà em sẽ test con R7 và con Lukman LV107 nha anh em. Anh em nghe sản phẩm này. Con này thì chút em sẽ có video thì em có hai con lận nha. Em có một con LV là 109 là dòng rất là lớn nha. Những dòng này là nó tích hợp giải mã DAC cho anh em. Cái giải mã nó rất là gấu nha. Thì em sẽ có video mà mở hai ruột cái con mà LV con này với cái con này nè, con này cho anh em cùng mà xem ruột gan và cái phần giải mã của nó. Tiếng con này rất là hay nha. Tiếng dòng Lukman cực kỳ hay luôn. Em đánh giá rất là cao. Em không biết chứ sau này con này chắc nó sẽ lên giá này. Vì tiếng cực kỳ hay luôn. Lukman LV107 công suất là 300W. Mà chất tiếng thì so với 890D thì nếu anh em nào nghe thì anh em sẽ rõ. Chứ còn em không có nói đây này, sợ đụng chạm lung tung. Rồi nói này nó nọ em rất xin giấu cái đó nha. Chứ còn anh em chơi thì con này rất, những con này rất đáng chơi nè. Giải mã rất là hay luôn. Và tiếng nghi nhạc cũng rất là hay luôn. Ngọt, không chói, không khô. Dòng Lukman thì anh em biết rồi. Đánh hầu hết các dòng loa và tiếng rất là nhẹ nhàng, mềm mại. Rất là hay. Thì ngoài kia đang đóng hàng cho anh em. Và con lọc này á, thì anh gửi cho anh Dục á. Đây, những lọc R7 này bên em bán 8.8 triệu, giá nó bao ship rất là đẹp nha. Đây, sẽ quay chi tiết thôi. Hàng bên em là tiếng rất là kỹ, mẹt mũi là phải không tì vết cho anh em. Đấy, thì con L17 thì gửi cho anh Nam ở Hưng Yên. Còn cái R7 là gửi cho anh Dục ở Thanh Hóa. Bác này thì chuyển dư tiền rồi nè. Bác còn chờ cái sub GB nữa. Chuyển vô một đống tiền rồi, cứ chờ hàng về đó lái thôi. Rồi. Đấy, sản phẩm rất là đẹp. Video này là để mà test hoạt động thôi. Chứ còn những chờ anh em cứ theo dõi sản phẩm bên đây. Anh em bằng cách là đăng ký kênh á, anh em ấn vào nút đăng ký thôi. Thì sẽ theo dõi được những cái video rất là bổ ích. Và tiếp tục sẽ có video là mở hai ruột gan của con 109 và 1017 này để so sánh. Và anh em xem được cái phần giải mã bên trong rất là gấu và ruột rất là gấu. Mà rất là sang luôn nha. Con này thiết kế rất là sang trọng. Rất là mới luôn ha. Hàng bên em về rất là mới. Giờ vào vấn đề chính là em sẽ test con này nha. Đấy, em sẽ cho nó xuống hết luôn. Rồi, tấu thui tấu thiết luôn nha anh em. Đấy, cái phần dưới đây là chỉnh độ vang của âm thanh này. Cái này là không cần thiết đâu, anh em hát karaoke là dùng. Đấy, R7 nó rất là nổi tiếng nha anh em. Giá xuất xưởng rất là cao, tiếng rất là khỏe luôn. Một tay em quay, một tay em chỉnh cho các bác này nha. Hay là tách lọc này. Đó, tách lọc rất tiếng rất là nhỏ nha. Đối với những con lọc mà anh em ghép vào những cái dàn âm thanh với những cái âm ly nó yếu công suất á, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em là nâng công suất âm ly lên, cho nó nhị âm ly, đỡ tải hơn. Nó nâng khoảng là 50% công suất luôn nha anh em. Anh em kết bạn Zalo, Facebook qua số 114 nha anh em. Rồi, nói chung là đéo hàng nó ồn quá. Giờ có test cho hoạt động và chỉ bác cách đấu nối thôi. Đây, thì đấu nối thì input này là đường CD vào hoặc đường tín hiệu từ TV xuống nha. Còn output là đường này, là cái dây đỏ em đang kém đây, xuống cái đường với âm ly. Đấy, rất là đơn giản thôi này. Đây, rồi xin kết thúc video. Và mọi chi tiết anh em nhớ đăng ký kênh và theo dõi những sản phẩm bên đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.